Các bạn nào cũng vậy chưa vậy ta ơi? Tắt chưa vậy? Vậy chưa? Có nam thanh nữ tú nào muốn chào Mon và Ngân không? Hai Mon với Ngân đang đi quay phim, đang chờ makeup tới, hiện tại là đang đợi mặt mộc nha. Hai cái mặt mộc mới cũng vậy thấy ghê không? Ai thấy chị Mon với chị Ngân xấu thì chia sẻ đi. Trời ơi, cái mặt kìa. Chán đời luôn á. Có anh vậy rồi nè. Chào anh. Ai đó em mới ngủ dậy cái mặt như cái mền vậy đó. Mon vú sệ và Ngân vú lép xin chào mọi người. Tụi mình như vậy cho nên mọi người chơi xấu là đúng rồi. Thôi lời dành cho mọi người rồi. Lỗ lời những mày á. Không thiếu bao lời xin lỗi. Mọi người đón chờ MV ca nhạc sắp ra của Ngân nha. Đành nói ra nhưng rồi lại thôi. Sắp có MV mới rồi nè. Mọi người chuẩn bị đón xem Ngân và Ngân và Mon trong vai gì nha. Thôi mày nói tạo mày hát một cái vai gì. Đừng nói quay ra. Phun say mong chờ. Nó nghe nè, mọi người thích Mon với lại Ngân ở trong vai phản viện, phản diện hay là trong vai thiện cảm đây? Đóng vai phản diện nha. Vai phản diện là vai ngông cuồng đó. Sáng sớm hai cái mặt mọc kinh khủng. Trời ơi, hôm nay cũng đông người dậy sớm ha. Chỉ còn say phút. Bạn nào muốn gọi tên nữa không? Bạn nào chia sẻ rồi thì ghi CS rồi để mình gọi tên nha. Mon ơi hát đi, anh đang bị táo. Cũng biết nữa trời. Chào bạn Nguyễn Thuận Kiên. Mọi người kêu mình đóng vai phản diện đi rồi. Nhưng mà Ngân hiền quá làm sao mà Ngân đóng vai phản diện được. Vú lép lắm. Mon vú sệ và Ngân vú lép. Hai đứa đang để mặt mọc ghê quá à. Ghê quá à. Buồn quá à. Ở nhà ngủ là được chơi đồ chơi rồi. Tự nhiên cái phải đi quay là hết được chơi đồ chơi à. Còn thiếu nhau bao lời xin lỗi. Đành nói sai nhưng rồi lại thôi. Phút say mong chờ có ai đâu ngờ. Hai em tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không là sao vợ? Mâm mâm. Thôi không muốn đi quay nữa, muốn về ngủ chơi đồ chơi à. Ở đây chút có đông người không có chơi đồ chơi được. Ngân là chị, Mon là em. Sinh năm mấy vậy hai chị? Ngân 98, Mon 2K. Mon vú sệ và Ngân vú lép. Mon vú sệ, Ngân vú lép.
Vú ai xệ hả? Thì Mon là vú xệ và Ngưng là vú lép. Có ai chủ điện lồn chán đời luôn. Chơi đồ chơi xong quá nó phê quá, nó buồn ngủ rồi cả mọi người. Ngân là BD chứ không phải là con gái. Kêu chia sẻ đã rồi không kêu tên. Rồi cảm ơn bạn Đức Nguyễn. Nãy giờ tôi để ý có cái con nào mà cứ chơi mặt ngần xấu luôn rồi nha. Nãy giờ chơi mấy lần rồi á. Bạn thử đỡ mặt mọc của bạn, bạn quay lên live stream coi thử bằng tôi chưa, bằng một góc của tôi chưa. Đừng ở ngồi đó mà chê. Tao hiền thì đỡ cho tao hiền đi. Tao ngông lắm đó. Rồi, đừng có chập chửi nha. Tao là tao ngông lắm á nha mày. Nhưng mà tại gì hả? Mấy bữa tao chửi con trai không, tao chưa có chửi con gái nè. E mẹ chị tao là nó chửi với mày á mày. Ngồi đó bình luận luôn mà. Mẹ mày nè. Mẹ mình nè, dám chửi chị tao á mày. Chửi chị tao đi nha. Mấy bữa là tao là ngông lắm á, nhưng mà tao là hiền mớt rồi chứ chị tao là dữ lắm á nha. Thích nghe gì đó, hết dám chửi nó, con nhỏ đó, nó biến mất tiêu rồi. Con đi á nãy giờ nói không phải mấy chục lần rồi, tao đâu có mù đâu mày. Tao không thèm nhắc tới tên rồi, càng im càng nói mà thôi. Đỡ cái mặt mọc mà mày soi live stream thử đi. Mày tắt mày đập máy liền luôn á. Mẹ mày nè. Bật cái mình. Mày thấy tao sinh năm 2000 cho nên mày ăn hiếp tao hả mày? Éo có cửa đâu nha. Chồng tao là binh tao lắm á nha mày. Chửi nó nữa đi chồng. Thôi chào cho tụi bay bình luận chơi thôi, chứ tao biết tao đẹp mà, tao đâu quan tâm đứa nào chơi tao xấu đâu. Không có đứa nào mà để mặt mọc mà đẹp được như vậy hết á nha, nhìn cho kỹ rồi nói nha. Ở đây nè, mặt mọc bình thường luôn, mặc đồ đẹp đó không, nói chung là đang thả rong luôn, mới ngủ dậy mà tự nhiên con nỉ cháu nó vô nó chửi nãy giờ luôn á. Đúng, nó chửi đi lồn tùm lum á mày. Sao toàn thấy mấy đứa gato vô comment không à, mấy anh đi bóng nữa. Mang đĩa bóng bớt chửi hai chị em tao lại nha mày. Công nhận hai bạn này xấu thiệt. Đĩa tâm hư nó chửi nó. Cũng mày bớt giùm tao nha. Xấu á, khi nào mà hai tụi mình á mà make up lên á mà vẫn còn xấu á thì kỳ đó mấy bạn chửi được. Còn đây là tụi mình đỡ mặt mọc, mấy bạn hiểu không? Thì Dương ốc bu, ốc cái con mẹ mày. Mà dám kêu tao út bu hoài, tao đã nói là cái chỗ mà trắng tươi hay là cái gì nó phải gọi là sò lụa, sò đẹp, làm mấy cái con trắng trắng thì mày kêu tao được. Còn mày mà kêu út bu nữa, mày cút nhăn con chó. Tao không có dơ dái đen đúa gì mà kêu út bu. Đồ của hai chị em tao đâu phải phê cho mày nhìn, mà kêu út bu còn mất dạy kìa. Vô duyên. Bớt chê hai chị em tao xấu đi. Hai chị em tao xấu nhưng mà để mặt mộc vẫn còn đẹp hơn cái mặt của mày với cái con nhỏ kia. Dám đưa cái mặt quần của mày á lên cái live stream á thì mày hắn nói chuyện. Mới sáng sớm tao mới ngủ dậy mà để chê tao xấu rồi. Tao muốn lại mày luôn á. Trời ơi trời. Chị tao cho dù nó có xấu đi nữa mày cũng không được chê nó. Mày có thể nói nó vú xệ vú lép nhưng mà mày không được chê nó xấu. Mày mà chê nó xấu mới sáng sớm tao chửi mày là đúng. Trời ơi, chị đẹp. Ok, hai chị em chị đẹp. Đúng rồi, cảm ơn em Võ Hoàng Thanh Trúc nha. Trời ơi, hai chị em cảm ơn em nhiều nha. Phước Phạm đẹp đẹp đẹp, cảm ơn nha. Muốn kết hôn với em không? Cho chơi được chơi mỗi ngày luôn.
Hai bé đang ở phim trường à? Nãy thấy ăn phở cầu Phú Mỹ nè, trời ơi biết Ủa luôn. ai ai à? Không biết nước mắt Thượng Đồng gì kìa. Trời ơi thấy luôn á hả. Nãy thấy hai chị em ngồi gặm cục xí quắc không? Cảnh nó đẹp lắm đó. Không biết nãy ngồi gặm hai cục xí quắc có ai chụp lén không nữa. Ai chụp thì gửi hình qua coi với nha. Làm gì bức xúc dữ vậy? Nổi tiếng khổ quá mọi người ơi. Làm gì đi đâu làm gì cũng bị soi mói hết trơn á. Khổ ơi là khổ luôn hai chị vậy em hai mà. chị em hôm nay đi đi quay phim với lại đi hát nhạc, hát ca nhạc. Cho nên hai chị em mới ngủ dậy á, từ lúc 5:30 sáng á, mà ngồi make up để cho cái mặt nó mọc vậy nè, tới 7:00 mấy luôn mới ra ngồi được ăn tô phở đó. Mon hay ca toàn đồ giả từ trên xuống dưới, tao like mày luôn á, cái thằng xúc phật. Đưa file hả? Đưa file hả? Bye gòn. Nghĩ sao cứ nói tao đồ giả hoài à? Thà mày nói là tao giao kéo chứ đừng có nói là tao đang xài đồ giả giùm một cái đi. Cái tay bị quen tay rồi. Hát nghe thử. Tư là tư phu Tao lại mày luôn á, tao lại mày luôn má quỷ cái cấm chờ xấu nha, khi nào mà tao make up lên mà tao xấu quá lúc đó chửi tao được nha, còn ở đây tao đang đỡ mặt mộc nha, mặt mộc có thể xấu chừng giờ nào tao chửi á. nè, thà là mặt mộc xấu á thì còn có chuyện, không có chuyện gì để nói mà make up lên mà vẫn còn xấu á, cái đó là lỗi của dao tạo hóa nha tụi bay, đừng có vô chê chị em tao hoài. Make up đẹp á thì chửi người ta là con đỉ, còn mà make up xấu á thì kêu là lỗi của do thế hệ, còn mà để mặt mộc á thì chê là hai con quỷ già. Mày á, mày bớt lại giùm tao đi nha, con quỷ cái dại. Cúp từ quận 8 chạy qua đây lâu không ta? Sao? Chắc tiếng nữa tới. Nằm đây bê được tiếng. Nhưng mà đòi đi từ 4:30 5 giờ đồ. Bắt cúp cũng sống như lồn. Trời ơi, con nghi phạm, con mất dạy. Mày thấy tao là chưa có vẽ chân mày luôn á, còn chưa có hả đánh miếng kem miếng phấn rồi lên mặt đó, cho nên cái mặt nó mới vậy nè. Mày chê cái gì, mày để mặt mộc của mày á, mày dám lên cái livestream á mà mày được một người xem thôi á, mày là con chó đó. Chứ không phải mày, mày là con người nữa. Ừ, chưa mày xinh dương lắm à. Thôi. Chê người ta. Còn thiếu nhau bao lời xin Cố gắng lỗi, nhìn được làm sao nó không có mấy đâu. đành nói ra nhưng rồi lại thôi. Thấy tao sinh năm 2000 cho nên mày á, mày kiếm chuyện mày chửi tao á mày. Mày chửi tao là chồng tao ra nha mày. Như cái lỗ đít gà. Thằng chó. Mày nhắm ai mà để mặt mộc quá lên livestream được như tụi tao không? Chỉ có hai đứa tao là để mặt mộc lên livestream thôi đó. Hai chị em tao á, mặc dù là ngồi dậy từ 5:30 sáng make up để mặt mộc như vậy nè, make up tới 7:30 luôn để cho cái mặt nó mọc được đó. Hát như chó về đặt hát. Mày có thể chê chị tao là vú lép vú sệ, mày không được chửi chị tao hát dở hay là mặt xấu.
chồng tao á, chồng tao rất là hèn, nhưng mà mỗi khi có ai chửi tao là chồng tao không hiền được nữa. Trời, nãy giờ mấy em comment quá trời luôn à. Nãy giờ có ai chia sẻ không? Comment cho chị đọc tên cái coi. Cho hai vợ chồng chị đọc tên cái nọ. Có ai chia sẻ không? Để cho hai chị em mình đọc tên cái nào. Chồng là ai vậy? Chồng là Ngân và vợ là Mon. Nhìn mặt Ngân kìa, xấu như con gấu. Bạn có thể chê chồng mình là vú lép vú xệ, nhưng mà bạn không được chê chồng mình xấu nha. Bạn mà chơi chồng mình xấu mình buồn lắm á. Chị Ngân sao bữa nay ít nói vậy? Tại chị Ngân ít khi qua livestream của chị Mon để nói lắm. Chị Ngân qua livestream của chị Mon, chị Ngân toàn là chửi không à. Qua livestream của chị Mon nó bữa nó mặc cái quần lót vô, nó chồng hốt bu á, nó chồng cái quần lót vô luôn. Mà livestream của nó là nó không dám. Đâu? Kiều Bích Nguyễn kêu chị Mon hả? Thanh Thủy nè, nãy giờ em comment nhiều rồi, cảm ơn em. Cho chị Ngân nói tí đi, chị Ngân muốn nói đôi lời không? Ngân ơi, có đôi lời gì muốn nói kìa, mấy bạn hỏi. Mặt mộc của chị Ngân sao xinh quá vậy? Cảm ơn em Thanh Trúc nha. Không, mặt mộc cũng được ghê ha. Đức Cường ấp mạnh của em ơi, em đang chơi đồ chơi nhưng mà đồ chơi của em á, em không được chơi mạnh, em mà chơi mạnh em sẽ bị tát vào mặt. Sao hôm nay thức sớm quá vậy? Vậy từ 5:30 sáng để chuẩn bị đồ đi quay phim và đi hát. Ngọc Ngân Ni, chào em Ngọc Ngân Ni. Khi nào mới kết bọn anh vậy nha. Ok. Chị Ánh dễ thương nhưng mà quá gì á. Ngân với lại Mon đi quay cho Đàm Vĩnh Hưng á. Ghê. Coi à. Nãy 2k giờ nó ngủ. Đã học, nó đi học, học không có được cho thấy mặt Đàm Vĩnh Hưng nha. Nghe giọng thôi đủ biết rồi mọi người. Nghe giọng thôi, người đó mới vừa cất tiếng. Cất tiếng nho nhỏ. Nàng ba người con hả?
À em ơi, em có thích bọn chị quay với Đàm Vĩnh Hưng không nhỉ? Xinh nhé, cảm ơn nhá. Quay phim gì với chị? Đi quay MV ca nhạc và đi hát. Hai chị em đi quay và đi hát. Sao kiểu kéo? Đi hát kiểu kéo. Bây giờ ở nhà hai chị em đã có hai cái micro rồi và bây giờ có thể đi đi hát và đi ráp, vừa hát vừa ráp nhảy kẹo kéo. Có bạn nào đi muốn nhảy kẹo kéo không? Bá đạo hậu trường là chim. Chụp lại mấy bạn ơi, mấy bạn nãy giờ có chia sẻ không vợ? Mấy bạn anh chụp giùm tụi em, anh chụp cho thấy cái chân kẹp điện thoại lên mặt đâu không, mày khai thái luôn nãy giờ luôn. Có chia sẻ không vợ? Đứng dậy chụp rồi chia sẻ cho hai chị em nhà đọc tên chính nè. Đúng rồi, các bạn đúng đọc tên không? Bia nè này, chụp đây nè, chụp tên đứng cái này, chụp này, chụp lấy cái cả điện thoại luôn nha. Đó. Sao vậy sờ có mỗi chỗ đó thế? Tại vì có bên đây nhỏ à, còn bên kia nó bự. Phải sờ bên đây cho nó đồng đều. Chưa chụp. Với lại đây là đồ chơi của mình, mấy bạn không được nói là sờ véo hay là bóp véo gì hết. Phải nói là chơi đồ chơi nha. Đây chính là đồ chơi của mình. Không còn gì để nói. Bữa tí gấp lại ít đẹp quá hả, ít đẹp quá hả, chụp bằng cái camera kia kìa thì không sửa được mà. Trời ơi thôi chụp camera kia đi, không phải sửa ảnh. Anh nào lấy cái hình cần cần nhầm cô chụp chụp nè, chụp nè thắng chụp bằng cái này nè. Ít trời ơi, có đi chợ hạnh hôm nay hết binh không, có ai cho tiền nữa đâu mà xếp binh. Ba mẹ hết cho đứng rồi. Đứng nhà anh chụp vậy thấy phía người bên này hả? Tại vì bữa giờ chưa có phủ gì hết đó, hai đứa đi chơi không mà không có tiền để sắm đồ chợ nữa, chứ đừng có nói là đồ xốp hay là đồ hiệu. Quất bề tấm tấm vô. Đẹp 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 luôn, tục vô. Đấy, em bấm sánh rồi anh, chụp không được hả? Sướng gì đâu mà sướng, suốt ngày cũng phải mà nói chơi chụp mà không chụp lại. Sáng sáng kêu em cứ coi cái mông. Trời, mấy bạn muốn đi chung với hai chị em mình vui lắm á. Hai chị em mình mắc cười lắm đó. Đi là chỉ có cười thôi chứ không có khóc nổi đâu. Cười xong á là hai chị em mình quýnh cho khóc quá. Đẹp giỏi, đẹp giỏi, đẹp giỏi. Chút nữa qua Facebook của Thị Ngọc Ngân mắc cười lắm nha.
Bạn nào mà cười quá là hai chị em mình quýnh cho khóc luôn á. Bóng ma thiên đường có về Sky Long Thành không? Ok, nếu mà bạn thích đó, 500 anh em Long Thành ơi, chuẩn bị mình xuống dưới đãi sinh nhật nha. Sinh nhật của bạn La La gì đó, bạn mình á. Sinh nhật bạn La La, bạn mình là 500 anh em Long Thành á, 500 anh em Biên Hòa mà có muốn xuống chơi á, nhớ tụ họp với hai chị em mình nha. 500 anh em ơi, mấy bạn vô gặp hai đứa mình là chỉ có thấy mắc cười thôi đó. Mà bạn nào mà cười quá lố là hai chị em mình quýnh cho khóc luôn á. Nhắm một người quýnh là hai người không. Bạn nào mà cười quá rồi mình bỏ vô mình lắc đó, lắc cho quên xuống nhà luôn á. Cái này đang lên tao là cười bị chơi như con chưa. Để nè. Cười cái chụp tấm hình cái. Thank you. Thôi, giờ livestream tiếp không? Chửi hai con điếm nữa kìa. Thôi bye bye mọi người nha. Hẹn gặp mọi người bên Facebook. Thì Ngân nó chuẩn bị làm gì kìa. Bye bye, hẹn gặp lại trên livestream tiếp theo. Sẽ có nhiều chuyện để nói đây. Là những cái con đang chửi mình nha. Mất dạy nha, mất mì chó. Các bạn nào cũng nghỉ chưa vậy ta ơi? Tóc chưa vậy? Vậy chưa? Có nam thanh nữ tú nào muốn chào Mon và Ngân không? Hai Mon với Ngân đang đi quay phim, đang chờ make up tới, hiện tại là đang đợi mặt mộc nha. Hai cái mặt mộc mới cũng vậy thấy ghê không? Ai thấy chị Mon với chị Ngân xấu thì chia sẻ đi. Trời ơi, cái mặt kìa. Chán đời luôn á. Có anh vậy rồi nè. Chào anh. Ai đó em mới ngủ dậy cái mặt như cái mền vậy đó. Mon vú sệ và Ngân vú lép, xin chào mọi người. Mặt tụi mình như vậy cho nên mọi người chơi xấu là đúng rồi. Lỗ lời dành cho mọi người rồi. Lỗ lời còn những mày nhau bao lời xin lỗi thôi. Mọi người đón chờ MV ca nhạc sắp ra của Ngân nha. Đành nói ra nhưng rồi lại thôi. Sắp có MV mới rồi nè. Mọi người chuẩn bị đón xem Ngân và Mon trong vai gì nha. Thôi mày nói tạo mày hát một cái bài gì. Nói qua giờ. Có nghe nè, mọi người thích Mon với lại Ngân ở trong vai phản viện, phản diện hay là trong vai thiện cảm đây? Đóng vai phản diện nha. Vai phản diện là vai ngông cuồng đó. Sáng sớm hai cái mặt mọc kinh khủng. Trời ơi, hôm nay cũng đông người dậy sớm ha. Chỉ còn say phút.